Tôi phải đang lại chào toàn thể các bác đam mê luông mật. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác mới chơi cách căng cầu làm sao mà cho nó hiệu quả và chắc chắn nhất. Thì, như các bác cũng đã thấy đây là cái chiếc cầu được làm gỗ keo 100% bằng gỗ keo này. Những cái bản mặt này và đến cái chân này thì những cái video trước em giới thiệu rất chi là nhiều rồi. Những cái bác nào chưa cập nhật được thì hôm nay em sẽ giới thiệu kỹ hơn. Thì, về cái bản cái này thì nó là cái chiều rộng của nó là 3 phân, còn chiều dài của nó thì nó là cái cầu tiêu chuẩn dành cho ông lụ, thì nó là chiều dài của nó là 42 cm. Và những cái này đã được đóng xuống cái đinh xuống cái chân này thì được đóng bằng đinh 4 này, mỗi bên đóng 2 cái, các bác có thể thấy này, bên này cũng vậy. Và bên cái phần chân cầu là cái chiều từ cái này xuống dưới đây là 21 cm, thì là đã được khoan mồi và đóng một cái đinh 3 vào cái đũa đây, ở địa phương em gọi là cái đũa, còn các bác thì nhiều nơi cũng gọi là cái thước. Đấy, đây là cái cầu đã được bắn cái ghim đinh vào đây để khi tiết dây thì nó sẽ không bị thắt và bị lỏng cái dây thép của các bác. Thì đây là chị em thì cũng đang cắt cái dây này rồi, thì sau đây em sẽ hướng dẫn các bác cách luồn. Thì mới đầu thì các bác sẽ luồn từ bên đây, từ cái lỗ bên dưới cùng này. Đấy, các bác luồn xong bên này. Đấy, những cái phần bắn ghim này thì các bác kéo kịch dây đi, các bác kéo kịch và bớt lại bên đây tầm 5 đến 7 cm, các bác thắt lại như thế này. Rồi các bác kéo căng ra như thế này và các bác lại luồn lên bên trên đây, cứ luồn bên trên cái ghim này thì sau các bác siết thì nó sẽ không bị siết vào gỗ. Và cái này thì lại luồn xuống bên dưới. Rồi, thì các bác chuẩn bị cái que như thế này, các bác kẻ một cái lỗ như thế này ở đây, khi chúng ta thít vào cái dây thép ấy, chúng ta siết được lại cầu. Đấy, đây là cách làm nhanh nhất và chắc chắn nhất này. Các bác dồn đến đâu thì các bác kéo cái tay đến đấy để dây nó căng nhất, thì sau các bác quay mật thì nó sẽ không bị vỡ cái bánh tổ của các bác. Khi nó đã đạt đến cái tầm căng nhất định của nó thì các bác sẽ không căng nữa, và các bác vòng như thế này, các bác cuốn dây, các bác cuốn 2 vòng như thế này thì là cầu sẽ chắc chắn này. Các bác luồn vào đây, chị chơi mọi thứ kịp, cái này thì cắt hơi thừa một tí, các bác cắt bỏ luôn. Đấy, như vậy là đã xong, hoàn thiện xong một cái cầu dây rất chi là căng các bác. Còn các bác có nhu cầu mua cầu ong thì hãy liên hệ hai cái số điện thoại em để bên dưới tiêu đề video. Thì cái cầu này thì rất chi là rẻ, gia đình gia công được, các bác bỏ vài ngàn đồng ra các bác có thể sử dụng được một cái cầu căng dây sẵn như thế này. Còn video ngắn thì em xin kết thúc tại đây, chào toàn thể các bác.